Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội vào sáng nay. Đồng chí Vương Đình Huệ cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục tăng cường các nghiên cứu cơ bản để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách phát triển đất nước. Đánh giá cao mục tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội là quyết tâm lọt vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.